vpgame.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào các bạn đến với channel của mình. Mình là Nermer Hạt đấy. Thì ở clip này mình sẽ nói đó là sự thay đổi ở mùa 12 này, sự thay đổi mới nhất của Liên Quân Mobile. Nó sẽ thay đổi gồm những gì? Thứ nhất, đó là về sự thay đổi về phù hiệu. Thứ hai là tăng giảm sức mạnh tướng, những tướng hot pick như đó là Fenix hay là Crisis, hoặc là những vị tướng ít người chơi như Superman chẳng hạn, thì nó có sự thay đổi như thế nào? Thì anh em cùng mình đó là theo dõi clip này. Đầu tiên là về phù hiệu, thì anh em cũng biết rồi, những chất tướng sử dụng phù hiệu má tính này cực kỳ là mạnh, ví dụ như Zuka hay là Ná hay là Crisis chẳng hạn, nó giúp tăng rất chỉ là nhiều sức mạnh dành cho chất tướng, nên nó giảm là điều đương nhiên mà thôi. Thì nó giảm như thế nào? Thì trước đấy thì thời gian đó là hồi chiếu của các chiêu thức khác khi mà anh em sử dụng chiếu cuối thì đó là 50%, bây giờ thì chỉ còn đó là 30% nữa. Quá đó thì giúp Crisis cũng như đó là Zuka hoặc là Ná hoặc là Airi chẳng hạn thì sẽ giảm thời gian đó là hồi chiếu của các chiêu thức khác, giúp đó là hạn chế sức mạnh của phù hiệu này. Trước đây thì sau những lần đó là giảm sức mạnh của phù hiệu thánh thuần thì bây giờ lại đến phù hiệu má tính, và không biết thì bản cập nhật tiếp theo thì phù hiệu nào sẽ bị giảm nữa hay chăng, thì các bạn cùng theo dõi. Về sự thay đổi tướng như thế nào thì đầu tiên mình sẽ nói đó là Crisis. Khi mà bây giờ thì người người Crisis, nhà nhà Crisis, một chất tướng leo rank quá là hiệu quả ở thời điểm hiện tại, cực kỳ là dễ chơi và sát thương thì cực kỳ khủng. Thì ở bản cập nhật tiếp theo thì Crisis bị giảm sức mạnh như thế nào? Chiêu thức bướm ảo thì lượng cống phép sẽ bị giảm dần, cùng như là khi anh em lên cấp độ thì lượng cống phép cộng thêm cũng sẽ bị giảm. Thứ hai đó là chiêu cuối mưa sáu bắn thì lượng cống phép cũng sẽ bị giảm, và lượng cống phép cộng thêm theo cấp độ thì cũng bị giảm theo luôn. Kèm theo đó thì sự thay đổi đó là của phù hiệu má tính nữa thì cũng giảm sức mạnh gián tiếp sức mạnh của Crisis. Thì quá đó thì Crisis ở mưa tiếp theo sẽ khỏe không còn là bà lắm nữa nha anh em. Fenix, một chất tướng xạ thủ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, auto cấm ở mức rank từ kim cương trở lên, thì liệu bản cập nhật tiếp theo thì nó bị giảm sức mạnh như thế nào? Thì về chiêu thức nã thún thì trước khi thay đổi là tâm đánh đó là 7,25m, thì hiện tại sau khi đó là cập nhật thì chỉ còn đó là 6,75m. Thế quá đó thì giúp đó là anh em có thể hạn chế phần nào sức mạnh đến từ đó là Fenix, cũng như là hy vọng là Fenix ít cầm hơn và có thể đó là mang vào đấu rank thường xuyên ở mức rank đó là cầm tròn. Tiếp đến là sự thay đổi về thân rừng Narok. Thì hiện tại thì Narok phải những người có kỹ năng thực sự tốt mới có thể đó là mang vào leo rank được, chứ còn những người đó là mang kỹ năng song song thì không thể đó là mang vào leo rank được, bởi vì quá là yếu đi. Về giai đoạn đầu game mà không tạo được lợi thế một xíu nào thì giai đoạn cuối game thì bốc hơi trong vòng một nốt nhạc, cũng không thể hiện được gì nhiều. Và phiên bản tiếp theo thì Ná có sự thay đổi như thế nào? Về chiêu thức bôi thẩm đoan thì thời gian hồi chiếu sẽ giảm đó là từ 10 giây đến 6,5 giây, thì bây giờ 10 giây đến 6 giây. Và nguồn cơn rắc rối thì thời gian hồi chiếu 6 giây thì bây giờ chỉ còn đó là 5,5 giây. Thì quá đó đó là giúp Ná có phần nào đó là giảm thời gian hồi chiếu một xíu, còn về lượng sát thương thì vẫn vậy nha anh em. Tuy nhiên thì Ná cũng bị giảm sức mạnh gián tiếp đó là từ bộ trang bị đó là má tính. Về phù hiệu má tính bị giảm sức mạnh, quá đó thì cùng đó là giảm sức mạnh Ná một cách gián tiếp luôn.
thì mình cũng không biết là anh em nào bẹt nà thì có suy nghĩ như thế nào. Ok. Tiếp đến là xạ thủ Sơ Lếm, một quân bài mà cũng hay bị cấm ở mức ránh, đó là cấm tròn, đặc biệt là giai đoạn late game thì Sơ Lếm phóng tất cả mọi thứ, phóng mệt nghỉ. Do đó phiên bản cập nhật tiếp theo thì Sơ Lếm bị giảm sức mạnh như thế nào, đó là về tâm đánh nha. Thì tâm đánh đó là 7,5m thì bây giờ chỉ còn đó là 7,25m, giảm cùng một xíu thôi, nhưng mà qua đó thì cũng khắc chế phần nào đó là sức mạnh của Sơ Lếm. Hơn nữa thì Sơ Lếm cũng bị giảm sức mạnh gián tiếp, đó là từ phù hiệu má tính nữa nha anh em. Bởi vì Sơ Lếm thì anh em sử dụng má tính rất chỉ là nhiều và chủ yếu là sử dụng má tính. Tiếp theo đó là chiến thần Lữ Bố, một chất tướng cực kỳ là khỏe, hồi phục cực kỳ là mạnh mẽ. Và liệu bản cập nhật tiếp theo thì Lữ Bố sẽ như thế nào? Đó là về chiêu thức Chúa Tể, thì trước khi thay đổi thì mỗi lần sử dụng kỹ năng sẽ tăng 10% tốc đánh, nhiều nhất cộng dồn tối đa là 5 lần, duy trì trong vòng đó là 3 giây. Thì sau khi cập nhật có sự thay đổi là mỗi lần sử dụng kỹ năng sẽ tăng đó là 10% tốc đánh, nhiều nhất cộng dồn lên tới đó là 10 lần luôn và duy trì thời gian đến tần đó là 5 giây. Còn chiêu thức đó là xích thổ, khi anh em lướt lần thứ nhất, lần thứ hai thì lần thứ 3 sẽ hất tung đối phương, thì hất tung trong vòng 0,7 giây. Thì bây giờ chỉnh sửa như thế nào? Đó là hất tung đối thủ trong vòng 0,7 giây, khi rơi xuống thì lại choáng thêm đó là 0,35 giây nữa, có choáng nha anh em. Thì giúp đó là tăng sức mạnh Lữ Bố ở thời điểm đó là tiếp theo. Thì không biết đó là anh em có sử dụng Lữ Bố nhiều hay không. Lữ Bố thì được tăng sức mạnh liên tiếp và lần này cũng được tăng sức mạnh nữa. Và hy vọng con chiến thần này sẽ trở lại mạnh mẽ ở đường ta thân. Ok, thì bây giờ đó là Superman, chất tướng thì mình được coi là thuộc dạng khó chơi nhất liên quân ấy. Đẩy, đẩy nửa, đẩy mãi nhưng mà đẩy cũng chả trúng. Đó là mình chơi Superman. Ok, thì ở sự thay đổi tiếp theo thì Superman có sự thay đổi như thế nào? Đó là về siêu năng lực thời gian hồi chiếu thì sẽ giảm dần. Và Superman chiếu cuối thì cùng đó là giảm thời gian hồi chiếu từ 70 giây xuống còn 60 giây và giảm theo, đó là theo cấp độ. Thì qua đó giúp Superman có thể đẩy, đẩy nửa, đẩy mài và đẩy liên tục. Thì không biết anh em nào đang xem clip này bẹt Superman thì comment cho mình bên dưới nhé, để mình có thể là học hỏi cách đánh Superman của các bạn. Bởi vì mình đẩy, đẩy nửa, đẩy mài nhưng mà đẩy mài thì vẫn không trúng. Tiếp đến là anh chàng Zip, thì thời điểm mới ra thì nó lồng hành cực kỳ là mạnh mẽ. Nào là hụt bua, nào là choáng, nào là bắn trụ, nào đó là móc lốp thân trường. Thì thời điểm tiếp theo, bản cập nhật tiếp theo thì nó thay đổi như thế nào? Đó là về chiêu thức, đó là béo đố đố. Thì trước khi thay đổi thì Zip nhận 30% biển thưởng, thì bây giờ chỉ còn đó là 20% biển thưởng. Ác hận thì năng lượng tiêu hao sẽ giảm đó là từ 80 đến là 105, thì bây giờ chỉ còn 75 đến đó là 100. Và khí thốn thì năng lượng tiêu hao đó là 125 đến là 150, thì bây giờ chỉ còn 110 đến 135. Thì qua đó thì giúp đó là Zip thì lượng năng lượng tiêu hao sẽ ít hơn rất chỉ là nhiều. Ok, anh em nào mà fan cuồng của Ra thì chắc chắn sẽ rất chỉ là vui mừng. Thì Ra có sự thay đổi như thế nào ở đó là bản cập nhật? Thì đó là cú đấm thắng hóa thì tiêu hao 70 nồi nắng, thì bây giờ chỉ còn đó là 60 nồi nắng. Chiêu thức đó là cú đấm chấn không thì sẽ được đó là tăng sức mạnh khá là nhiều, gia tăng công phép đó là theo cấp độ nữa. Qua đó thì những cú đấm của Ra thì sẽ rất chỉ là thốn nha. Và chiêu cuối đó là tả súng hữu đột, thì lượng năng lượng tiêu hao thì đó là 110 nồi nắng, bây giờ chỉ còn đó là 100 nồi nắng. Thì qua đó giúp đó là nồi nắng của Ra sẽ giữ được mức ổn định và tốt nhất
tránh, đó là khi anh em vào combat mà không còn nồi nắng để sử dụng các chiêu thức nữa. Và cuối cùng thì mình sẽ nói về chỉnh sửa chiến trường một xíu. Thì khi không có lính, nhà chính thì sẽ nhận đó là 75% miễn thưởng, thì bây giờ tăng lên đó là 80% miễn thưởng. Những phá băng trụ của anh em mà không có lính thì gây nên sát thương vào trụ sẽ ít đi hơn rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Và khi thoát khỏi giao tranh thì nhà lính sẽ hồi đó là 20 máu, thì bây giờ đó là 50 máu. Thì đó là những thay đổi về chất tướng, tăng và giảm sức mạnh, về phù hiệu cũng như là thay đổi chiến trường. Thì nếu mà thấy clip này hay và tốt cho anh em thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh cũng như là một bình luận phía bên dưới về tướng mình yêu thích của các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.